Thường mình đọc sách của Tổ, của Phật, của Bồ Tát, Thánh Hiền. Phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui. Cũng như là chúng tôi ngồi ăn cơm mà nghe cái lá thư này xong, chúng tôi lấy ra lá thư thứ 11 nè. Ở trong chánh biên trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành. Khi lấy ra rồi đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui. Đọc. Có những câu mình cảm ngộ trong đó mình đọc. Bởi vì cái trí phàm phu mình không thể đọc một lần qua mình hiểu được. Nhớ chỗ này. Thường ngày đem lời của Tổ, Văn Sao, An Sĩ Toàn Thư chất vào thân tâm, chất vào. Chất tức là nghe đọc, nghe đọc, nghe đọc, nghe đọc, chất vào. Rồi ngoài cái thời gian đó tiếp tục mình niệm Phật. Cả lý lẫn sự, cả lý lẫn sự, cả giải lẫn hành, nó đi đôi với nhau. Thì người này rất vững. Cứ trầm hâm đóng cửa mình niệm Phật, không có đọc sách Thánh Hiền, không có đọc lời dạy, vào cảnh giới đó chướng ngại, bỏ liền chịu nổi. Ngay cái tổn khí là đã bỏ rồi. Thầy nhận ít đây. Mà xuống nhập thất sao mà bây giờ ông yếu, ông mệt quá. Bắt đầu chỉ ông vận động cơ thể ấm khỏe lên, cái là bắt đầu khỏe lăn lên từ từ. Thân tâm mình nó phải là hợp nhất. Sức khỏe có rồi bắt đầu mình mới tiếp tục dụng công. Sức khỏe không có mà dụng công ào ào, dụng công nhiều quá. Thì Ngài nói câu gì? Ngài nói câu gì lắng nghe nè. Làm cho thân tâm nhọc nhằn khiến ma sự khởi lên. Quá nhọc nhằn. Sức khỏe không đủ mà làm quá nhọc nhằn. Thức đêm thức hôm thì gì? Ma sự khởi lên. Ma sự là gì? Nghi ngờ pháp là ma. Nghi là ma. Nghi ngờ pháp. Cái tâm mình coi như là bất an. Có chỗ để cho oan gia trái chủ vào. Nhọc nhằn thân tâm, chưa chứng pháp thân thanh tịnh mà làm như Bồ Tát. Nhịn ăn nhịn uống. Lâu lâu một tuần một đêm thì không thành vấn đề. Để ý đi. Qua đêm qua hôm sau mình ngủ nó bù lại ngay. 7 ngày 7 đêm như trong kinh A Di Đà nói. Mình là kẻ phàm phu mà làm như Bồ Tát 7 ngày 7 đêm ấy, cuối cùng ông ăn ngủ điên điên khùng khùng luôn. Trong kinh Di Đà nói là bậc cho thượng căn, thượng trí. Tổ sư Ấn Quang nói là những bậc Bồ Tát không cần 7 ngày, chỉ cần một niệm là gì? Toàn tâm là Phật rồi. Còn bọn phàm phu chúng ta là phải gì? 7 năm coi chừng là suốt đời luôn đó. Chứ không phải là mình coi trong kinh mình làm là nó được như vậy. Cho nên cái lý giải trong văn sao nó coi vào thì tất cả mỗi người đều tháo gỡ, đọc vào thì tất cả chướng ngại, những cái gì mà Ngài trong đó Ngài có nói là chúng ta đôi khi trên lộ trình tu là vướng trong đó hết, biết để mình tránh. Ngay cái chuyện tổn khí không mà lúc trước giờ chúng tôi không thể nào hiểu ra nổi, thế mà đọc trong văn sao biết cái bệnh tổn khí. Mà khi mình biết cái bệnh nó rồi bắt đầu từ từ mình mới chữa nó được nó. Cái bệnh tổn khí rất dễ bị mà khó lành. Hằng ngày cứ nói bu lu ba la, nói thiệt nhiều, rồi bắt đầu vô làm gì nữa? Tụng kinh niệm Phật ào ào ào, lẽ miệng niệm ào ào ào, cuối cùng tổn khí dội luôn, niệm không vô, bệnh nằm ngủ không được. Nhọc thân khổ tâm quá, dụng công quá sức đi. Con người mình là vội vàng như vậy đó. Ngài nói cái chướng ngại lớn nhất của người tu tịnh độ đó là vội vàng hấp tấp. Mà ai vào cũng sẽ lọt vô cảnh giới này, coi chừng. Người mình vội vàng hấp tấp là chết ngay. Phải đơn giản đâu. Nên thành ra là cái việc mà chúng tôi nói là quý vị không đọc văn sao là cái chuyện đã chướng ngại, là quý vị phải gọi rằng là chấp nhận thôi. Chứ còn chúng tôi không có thể đủ sức mà nói nhiều đó. Như chiều hôm nay đáng lẽ công phu xong rồi phải không, là đổi cái buổi ăn trưa nó ra cái buổi xế một chút xíu, ăn xong đi kinh hành. Bữa nay là cuối cùng là gì? Không công phu được buổi chiều, rồi ăn sớm, rồi bắt đầu chuẩn bị phải lên đây. Nó đổi toàn toàn cái thời khó biểu của chúng tôi luôn. Nhưng mà lâu lâu như vậy được, chứ thường xuyên chịu không nổi. Không thể nào thường xuyên như vậy được. Tổ Ấn Quang Ngài nói cái khiêm tốn của Ngài cực kỳ hay. Bồ Tát Đại Thế Chí rồi mà Ngài nói tinh thần tôi không đủ, tôi đọc thư, tôi trả lời cho ông, tôi chịu không nổi, do tinh thần tôi không đủ, do mắt tôi nó yếu, coi đèn sáng bây giờ mắt yếu, tinh thần không đủ. Rồi ông đến đây tôi tiếp khách nữa, tôi tiếp không nổi. Vài bữa nữa tôi sẽ đi một cái nơi mà không người biết đến. Bồ Tát Đại Thế Chí mà luôn luôn là phải quay về hậu cứ như vậy. Và những người khen Ngài là Ngài nói đừng có khen tôi như vậy. Khen tôi như vậy làm cho tôi mất cỡ, mà tôi không phải như vậy. Mà Ngài là Bồ Tát mà luôn luôn Ngài khiêm tốn.
Cho nên chúng tôi dặn quý vị, có những cái gì mình công phu tốt á, thì mình im, mình giấu ở trong đó, mình im lặng. Có những người nào mà họ có thể giúp cho mình xem cảnh giới đó như thế nào, nó có tốt hay là đúng hay là sai, mình trình bày, đừng có khoe khoang khoác lác. Cứ khoe khoang khoác lác là có chướng ngại. Nếu mà không có chướng ngại đi nữa thì người này cũng phải gì, chết yểu, chướng ngại. Đừng có khoe khoang khoác lác. Cho nên thành ra là mình có được cái công phu gì đó, mình cứ giữ im lặng, để ở trong đó mình hàm dưỡng tiếp. Còn cái máy này làm sao? Trong này đủ hết trơn, đại bi có. Mà đại bi nên phải trì theo máy ngàn, chứ không trì theo máy mà bắt đầu 25 biến mỗi ngày, mà sáng 25 chiều 25 mà không có mấy thời gian cũng tổn khí à. Bây giờ chúng tôi mới thấy cái cách, nếu mà mình dụng công suốt ngày mà dùng cái máy một câu mình một câu thì thực sự là không mệt. Quý vị để ý nha, cứ như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại chúng niệm câu lên cho nó ưng thú à. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Thực sự ra cái lối đối đáp này là do chúng tôi quá tổn khí, vừa giảng vừa tiếp khách, vừa công phu vừa lễ Phật, tổn khí. Nó nhói trước ngực, nhói sau lưng, nằm ngủ không được. Người giống như là bấm bóng, nó xẹp lép rồi, không còn một cái chút gọi là sức sống gì nữa. Tha thiết cầu nguyện Bồ Tát, Ngài mới chỉ ra được cái cách đối đáp đỡ tổn khí như vậy. Thì niệm Phật nó mới được lâu dài an ổn. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Hồi xưa cái cách đó, thì chịu không nổi, thực sự chịu không nổi, tổn khí, chết ngay. Cái chỗ này là chúng tôi mà nói hôm nay là chúng tôi tâm đắc để mà chia sẻ cùng quý vị, để quý vị biết rằng là dẫu cho cái người đó mà sức khỏe tốt, sức khỏe gọi là lực sĩ đi nữa, mà suốt ngày cứ A-di-đà-phật, Nam-mô-di-đà-phật, Nam-mô-di-đà-phật, cứ ra hơi liên tục thì cũng phải tổn khí, chứ đừng có nói người yếu. Bữa có cái cô xuống công quả dưới khu chiên tụng, mới nói sao mà con khó chịu, con người cũng mệt quá. Hỏi con niệm Phật sao, con cứ rảnh là Nam-mô-di-đà-phật, Nam-mô-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cái kêu chưa chết là may. Mà hỏi ổ sao con niệm Phật mà thầy nói con chết, sao mà con niệm Phật vậy mà thầy nói con chết. Niệm Phật kêu đó là cô niệm cho chết, là tổn khí nó chết á. Mà kêu đúng rồi, người nó khó chịu quá. Đúng rồi, về đi, niệm theo cái máy này đi, niệm theo cái máy thử coi. Hôm bữa thầy từ á, thầy cảm được cái cách này rồi, thầy đưa cho cái ông thanh niên á, ông về ông tu kiểu này đi. Tôi mới lên trên chùa quan âm thì nhà ông chế ra cách này, tôi cũng tu cách này, ông về ông thử đi. Ông về ông thử cái được liền. Còn thầy khiêm cái ông đó, ông lục cái máy gửi xuống ở dưới chùa Cảnh Thái á, ông ngồi ông coi, ông nghiên cứu, ông kêu cái kiểu này chắc 4 tiếng đồng hồ cũng được. Hay khi mà cái hơi mình, cái khí lực mình có rồi mà mình nhiếp vô định được rồi, nó quên cả không gian thời gian, 3 tiếng qua cái vèo. Tuyệt, tuyệt, không phải mèo khăn mèo dài đuôi đâu. Trời ơi, quý vị có niệm rồi quý vị biết đó chứ. Nói cái này là gì? Chỉ cho người đó niệm Phật một câu, mà chỉ cho họ niệm bền bỉ, không đau bệnh đó nha, không tổn khí, bằng cúng dường. Hơn chứ không phải bằng hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Chỉ cho ai? Cho chồng, cho vợ, cho con của mình, cho gia đình của mình. Đạo tràng của mình là gia đình mình đó, là gia đình mình đó. Con cái đó là quyến thuộc đó, đó là quyến thuộc đó, gọi là bạn đồng tu với mình đó. Nếu họ không niệm thì mình cứ niệm, mình hồi hướng riết thời gian cái họ cũng thay đổi hả? Vừa mới hôm qua coi ở trong An Sĩ Toàn Thư, mà công nhận bộ sách An Sĩ Toàn Thư hay. Không biết đưa mấy thầy rồi, mấy thầy mấy chú có coi không? Chúng tôi đang xem qua. Hết bộ Cảm Ứng Thiên rồi, bây giờ qua An Sĩ Toàn Thư. Cực kỳ hay. Có con voi đó. Con voi đó để gần cái lò sắt xanh.
mà khi mà người nào mà gọi là phạm tội thì ông vua ông bắt ông quăng vô trong chuồng đó, thì con voi nó đạp cái là chết ngay, nó lấy vòi nó quật cái là chết liền tại chỗ. Và sau đó rồi cái người ta nói ông voi này á, bây giờ mang đến một cái nơi khác, thì cái nơi đó gần chùa, gần chùa là nghe tiếng mõ, nghe tụng kinh, cái con voi nó hiền quá chừng lại, xong rồi đem cái người tội phạm đó quăng vô, nó không đạp nữa, nó đấy hửi, lấy cái vòi nó kê kê, nó hửi như nói chuyện, không đạp nữa, nó không giết nữa. Còn con voi á, trong công nhận sách An Sĩ Toàn Thư ông tìm ra được những mâu chuyện tuyệt thiệt nha. Con voi á, con súc vật đó, vậy mà để gần chùa nó nghe kinh, nghe tiếng chuông, cái thời gian tự nhiên nó hiền, kẻ phạm tội quăng vô trong cái chuồng đó, nó không đạp, nó không giết nữa. Xong rồi bắt đem nó lại gần cái lò sát sanh, hàng ngày có nghe heo đồ kêu đồ gần lò sát sanh, thì cái tâm xấu ác nó nổi lên, cái quan tội nhân dù nó đạp cái chết liền. Ghê không? Là súc sanh nó khó cảm với Phật, thế mà nó gần chùa mà vẫn là trở thành người hiền. Sao mình gần chùa mình dữ vậy? Sao vậy? Sao gần chùa mà dữ vậy? Sao gần chùa mà coi như là khởi sằng bậy không vậy? Không cảm thọ được, không dụng công được, không thấy cái lợi ích được. Có nhiều người ở gần chùa họ buôn bán đất đai, họ tranh giành hơn thua, họ cái gì á? Trời ơi, còn thua loài súc sanh vậy ta? Sao vậy ta? Nghe rồi sáng hôm sau vẫn không công phu, vẫn không vô chùa tu được, thua loài súc sanh. Tổ ông Quang nói có những lúc con người mình thua loài súc sanh, bởi vì ba cái nghiệp ác họ quá lừng lẫy. Ngày nghĩ đến cái chuyện chi chi á, chi chi à, hơn thua danh lợi, được đúng phải trái, tiền tình danh lợi, ngã mạn nghi ngờ, toàn là chất chứa trong thân tâm, không có một chút xíu gì Phật pháp dính trong tâm họ hết, thì họ thành gian ác rồi. Hơn loài cầm thú, mà đã hơn loài cầm thú trong hiện tại thì lúc chết là phải vô loài cầm thú rồi, thấp hơn loài cầm thú là vô ngạ quỷ địa ngục, chứ đâu phải là chết là hết đâu, đúng không? Cảm ngộ được chỗ này, cho nên chúng tôi nói cái lúc trước mà chúng tôi chưa đọc văn sao, chúng tôi chưa dụng công học các trường Phật học, học thiệt nhiều mà học xong rồi để đối phó, và học rồi để đó không áp dụng, cho nên thành ra nó quên sạch. Có được bằng cấp treo trong nhà bếp chơi để nhìn ngó chơi, học mà không hành trì, cho nên nó không có rõ được cái lý, nó không có ngộ được cái lý, không có học, học mà không có phải thực sự học để mình hành trì, là văn như tu mà tu như tư á, rồi tu để mà mình hành trì để cho nó có kết quả. Thì cuối cùng thì gì, cái học đó là để chơi. Ấn Tổ hay nói thời bây giờ học để khoe khoang ta là giỏi đạo tay thông gia, cuối cùng không có lợi ích, bản thân không hành, cho nên không cảm hóa được người khác. Để đi, để đi. Văn sao mà thực sự mà chịu thực hành, đọc cái bộ giáo dục gia đình không thì tuyệt. Coi lại đi, đọc cái bộ sách gọi rằng là bảo thân tiết dục mà hành trì được thì cái sức ảnh hưởng kinh khủng. Người nói là cái sự mà hành trì được thì con người này trở thành thánh hiền rồi, thì người bên cạnh họ phải là thánh hiền. Chứ trường hợp cái thiện căn họ quá yếu kém, họ thấp hơn loài cầm thú, thì nói họ cũng chịu, họ không làm gì được hết. Ghê chưa? Trong nhận cái tác dụng trong văn sao, thực sự mà nói, người nói những câu mình nghe thấy hay. Bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành độc, trí học chứng niết bàn, ngu học đọ nê lê là địa ngục. Người ngu là họ học không, họ không hành trì, cho nên nó không có tiêu nghiệp, nó không phát sanh trí tuệ, cho nên thành ra họ học mà họ vẫn bị đọa lạc, đọ nê lê. Còn người họ học mà họ hành trì, họ biết niệm Phật, cho nên họ có trí tuệ, cho nên họ học, họ chứng niết bàn. Cái chỗ này thấy sâu không? Thấy sâu không? Sâu không? Nên bây giờ cái người học Phật thì nhiều, học rất nhiều, nhưng mà làm không được. Nói một trượng không làm được một tấc. Phải làm. Phải làm rồi mình mới thấy cái pháp vị, mình thực hành rồi mới thấy cái pháp vị an lạc của niệm Phật, rồi mới chỉ người ta niệm Phật được chứ. Mình có niệm Quan Âm như ở trong này, ông đó ông nói ông khổ cùng cực, ông chịu hết nổi rồi ông niệm Phật không vào được, thì ông nên niệm Quan Âm đi. Ngài cái cảnh giới này ngài vô rồi. Coi kỹ trong văn sao, những cái cảnh giới mà ngài vô rồi đó, sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Người nói cái cảnh giới mà thực sự tôi nói cho ông nghe là nước nóng lạnh, tôi chỉ nói cho ông biết cái cảm giác, chứ làm sao mà ông có thể là ông có thể có cái cảm giác ông trực tiếp uống được. Cái niệm Phật chỉ có cái người niệm Phật mà họ có thấy cái niềm vui của người niệm Phật. Chỉ có người niệm Phật họ mới biết cái niềm vui của người niệm Phật. Hỏi người trì chú Đại Bi họ mới biết cái niềm vui của người trì chú. Cái người niệm Quan Âm họ mới biết cái niềm vui của người niệm Quan Âm. Tôi nói cho ông là cảm giác thôi, làm sao ông biết được.
Đó là cái cảnh giới ngài vô đó. Cho nên chúng tôi nói mà thực sự nếu mà cứ dành cái thời gian mà đi rao giảng hoài, rồi sức khỏe mình thì xuống mỗi ngày mỗi già rồi, phải không ạ? Nay 51 tuổi là cái hàng năm là ngũ thập tri thiên mạng, nó cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ phải dành thời gian để ở nhà. Thực sự nếu đạo nghiệp mình thành tựu được là mình muốn tự tại giảng sanh, muốn giảng sanh lúc nào thì giảng sanh. Phật A Di Đà kêu thôi còn ở lại thời gian nữa thì lúc đó mới gọi là chắc ăn. Còn bây giờ chưa biết ngày giờ giảng sanh, đạo nghiệp chưa thành, tâm này để tán loạn, đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Tán loạn vô chuyện xây chùa, tán loạn vô cái chuyện bổn đạo, tán loạn vô cái chuyện tiền bạc, tán loạn vô cái chuyện đồ chúng nhiều quá thì coi chừng. Tán loạn trong cái chuyện con cái, nhà cửa, cuộc sống. Dĩ nhiên cái đó là mình phải tùy duyên lo, chứ phan duyên là nó tán loạn đấy. Phan duyên là nó tán loạn, còn tùy duyên nó khác lắm. Hiểu hai cái chữ này, hiểu hai cái chữ phan duyên với tùy duyên mà Hòa Thượng Tịnh Không ngài cảm ngộ được cái chỗ này. Cho nên thành ra thực sự chúng tôi rất là ưu tư. Đó, bây giờ suy nghĩ mãi cho đến một tháng sau bắt đầu ra Hà Tĩnh. Ra Hà Tĩnh, mà chuẩn bị ra đâu phải ra không đâu. Chuẩn bị 1.000 cái máy 220 triệu, rồi sách kinh đồ này nọ chuyển ra, rồi chuẩn bị lo lắng đồ. Thực sự nếu mà mình thành tựu đạo nghiệp, mình biết ngày giờ vãng sanh thì không thành vấn đề. Mà khổ nổi bây giờ chưa biết mới chết đấy chứ. Không, cái này nói chân tình. Nói chân tình, cái gì biết mình nói biết, cái gì không biết mình nói không biết, cái chân thật mình nói với nhau để bớt mời đi nữa chứ không có gì hết. Nếu mà thầy Lợi, thầy Nhật Minh ông thấy cách hay mà ông vô đây mà ông nghiên cứu xong ông về ông mở đạo tràng thì ông thầy già này bớt khổ rồi. Hiểu không? Thôi cũng hoan hỷ tùy duyên thôi.